Loài cá khổng lồ không sống một mình. Loài thú săn cá này sống theo bầy. Chúng săn mồi, ăn và ngủ cùng nhau. Không phải là loài sinh vật lớn nhất sống ở dưới nước, nhưng chúng tập hợp với nhau để đương đầu với mọi kẻ thù. Ở Peru, chúng được coi là chó sói sông. Vườn quốc gia Manu nằm ở Peru, trên thượng nguồn sông Amazon gần biên giới với Bolivia và Brazil. Ở đây có những khu vực tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, thiên nhiên dọc sông Rio Manu, một nhánh sông Amazon, hầu như chưa bị tác động. Ẩn mình trong rừng mưa nhiệt đới của vườn quốc gia là các hồ nước trong, được biết đến là các hồ nước trong đầy cá. Đã từng là một phần của sông Rio Manu, các hồ này hình thành khi các con sông đổi dòng chảy và các đoạn uốn khúc của nó bị chia cắt. Chỉ riêng dọc sông Rio Manu có tới 20 cái hồ như thế. Hầu hết các hồ đều có đủ chỗ cho cả gia đình rái cá đông đúc. Vườn quốc gia được kiểm soát nghiêm ngặt và cấm người vào. Khu vực này là nơi trú ngụ dành riêng cho những cư dân bản địa tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, các nhà khoa học của vườn quốc gia thường xuyên đến khu bảo tồn. Họ đến để xác định số lượng rái cá khổng lồ ở 20 hồ nước dọc theo con sông Rio Manu. Họ phải ở trong rừng rậm hàng tuần, đó là cách duy nhất để kiểm soát số lượng và bảo vệ loài rái cá hiệu quả. Dự án bảo vệ rái cá bắt đầu từ năm 1990. Trước đây, rái cá khổng lồ phân bố rộng rãi khắp vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Ngày nay, chúng chỉ còn thấy ở một số vùng thuộc Brazil và Peru. Tổ chức bảo tồn IRENA của Peru tập trung vào việc bảo tồn rái cá khổng lồ và môi trường sống của chúng. Họ thực hiện các nghiên cứu cơ bản. Những năm gần đây, họ đã tìm hiểu được nhiều điều về đời sống của loài động vật này. Với lượng cá vô cùng phong phú, các hồ này là thiên đường của những đàn rái cá khổng lồ. Hơn nữa, loài này hầu như không có kẻ thù trong hồ. Về cơ bản, mối đe dọa duy nhất ở nơi chúng sống là báo đốm và cá sấu. Nhờ tự bảo vệ theo bầy đàn, nên khi ở dưới nước, chúng có thể đương đầu với cả hai kẻ ăn thịt. Larissa Romero và Rob William thuộc đội kiểm định và nghiên cứu về rái cá. Họ đang tìm kiếm dấu vết của rái cá bên sông. Sau một lúc tìm kiếm, họ phát hiện được một hang rái cá có lối vào giấu kỹ khoảng 1 mét bên trên mặt nước. Một gia đình rái cá có vài cái hang dọc theo bờ hồ để sử dụng luân phiên nhau. Ban ngày rái cá ở bên ngoài nhưng ban đêm chúng quay về hang và ngủ theo bầy. Rái cá cái đẻ con trong hang. Các nhà khoa học ghi lại vị trí của hang. Nhờ có ghi chép này mà họ sẽ nhanh chóng tìm lại được khi thực hiện điều tra số lượng rái cá vào năm sau. Việc nghiên cứu vì thế cũng dễ dàng hơn. Hồ là nơi cư trú của rất nhiều loài. Vượn me hoàng đế được đặt tên căn cứ vào bộ râu trông giống như râu của hoàng đế Đức, Wilhelm đệ nhị. Vượn hoàng đế chủ yếu ăn trái cây, côn trùng và trứng. Chim bói cá cổ trắng là giống bói cá lớn nhất lục địa. Thức ăn của chúng là cá mà chúng bắt được khi săn mồi sát mặt nước. Rái cá khổng lồ là loài sinh vật sống theo bầy. Chúng ở bên nhau suốt ngày. Từng cá thể rất ít khi tách khỏi đàn. Khi ở dưới nước, rái cá khổng lồ thậm chí không sợ con người. Chúng đến gần các con thuyền vì sự tò mò, nhưng chúng không bao giờ tiếp cận quá gần với con người mà luôn giữ khoảng cách an toàn.
Khi có nguy hiểm, ví dụ như có cá sấu ở gần, loài vật này sẽ thông báo cho nhau bằng cách khịt mũi. Bên bờ hồ vang lừng tiếng chim, đây là loài chim sẻ đuôi vàng, phân bố ở vùng Trung và Nam Mỹ. Chúng làm ra những cái tổ treo lơ lửng trên cây rất khéo léo. Chim sẻ đuôi vàng làm tổ thành từng cụm. Việc đánh cắp vật liệu làm tổ và tranh cãi ồn ào là việc thường ngày của chúng. Lợn cỏ mép trắng là động vật hoang dã ở Nam Mỹ. Chúng chỉ rời khu rừng khi cần đến hồ uống nước. Một đàn lợn rừng có thể bao gồm vài trăm cá thể. Chúng cày xới đất rừng để tìm kiếm thức ăn là các loại hạt, rễ cây hoặc sâu. Quy mô của đàn lợn rừng bảo vệ chúng khỏi những kẻ ăn thịt. Nếu có báo đốm tiếp cận, lợn rừng sẽ lấy số đông để tấn công khiến con báo phải bỏ chạy. Thiên nhiên ở vùng hồ dọc theo sông Rio Manu vẫn hoang sơ và không bị đe dọa. Vườn quốc gia Manu được thành lập vào năm 1973. Các loài động vật ở đó không phải lo sợ con người. Một gia đình rái cá khổng lồ thường gồm có bố, mẹ và đám con đến 3 tuổi. Khi rái cá bố hoặc mẹ chết đi, sẽ được thay thế bằng một con rái cá khác đang đi tìm nơi ở mới. Cuộc sống gia đình sẽ tiếp tục với bố hoặc mẹ kế. Thường thì rái cá sống với nhau thành nhóm khoảng 10 cá thể. Các núm vú ở giữa các chân sau của rái cá mẹ này khá lớn. Một vài con rái cá trong đàn vẫn còn rất nhỏ. Nhưng không có con nào nhỏ đến mức vẫn còn bú. Vậy có thể là trong hang đang có rái cá mới sinh. Rái cá mẹ trườn sát xuống thân cây để lông mau khô hơn. Sau khi săn mồi, cả nhóm nghỉ ngơi, đôi khi chúng kiếm mồi vài lần một ngày. Chiều muộn, khi mặt trời lặn, rái cá bố mẹ sẽ dẫn cả gia đình về hang để ngủ đêm. Rái cá khổng lồ ăn nhiều và săn mồi vài lần mỗi ngày. Một con rái cá cần đến 3 kg thức ăn mỗi ngày. Vì trọng lượng của nó không quá 20 kg, nên xét về tỷ lệ thì số thức ăn của chúng tương đương như một người ăn đến 20 kg cá mỗi ngày. Rái cá khổng lồ là những thợ săn thành thạo. Ở dưới nước, chúng dùng cái đuôi khỏe mạnh như bánh lái. Chân rái cá có màng, chúng săn mồi theo bầy và dồn đuổi con cá về phía rái cá cùng đàn. Nhưng chúng luôn phải cảnh giác với kẻ thù. Cá sấu có thể tiến đến gần bất cứ lúc nào và tấn công những con mất cảnh giác. Mặc dù con cá sấu chỉ còn cách đó 3 mét, nhưng gia đình rái cá khổng lồ vẫn chơi đùa vui vẻ. Rái cá đã phát hiện ra cá sấu nhưng không để sự có mặt của cá sấu làm ảnh hưởng đến cuộc vui. Rái cá phản ứng rất nhanh và có khả năng bơi nổi trội.
Vùng đất trũng ở Peru là nơi ở của rất nhiều loài. Mặc dù chỉ ít loài có số lượng lớn. Đó là các động vật được quan tâm đặc biệt như khỉ nhện. Khi tìm kiếm thức ăn trên những vòm lá cao nhất hoặc những cành xa nhất ở các cây lớn trong rừng mưa, đuôi của khỉ nhện đóng vai trò như cái kẹp, như sợi dây an toàn và cái tay thứ năm. Khỉ nhện giống như chú hề của lưu vực sông Amazon. Trong quá trình quan sát, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy cá thể rái cá có thể phân biệt bằng miếng vá dưới cổ họng. Nhờ các số hiệu về miếng vá này, các nhà khoa học có thể nghiên cứu được toàn bộ các thế hệ rái cá. Rob Williams và Larissa Romero cho rằng một trong các con rái cá kia là Punto. Nó là con đực ra đời ở đây 4 năm trước và đã rời gia đình năm ngoái để tìm lãnh địa riêng. Họ theo dõi gia đình rái cá đó, tìm ra thời điểm thuận lợi, ghi lại hình ảnh các miếng vá dưới cổ họng để so sánh với các bức ảnh tư liệu họ có. Nhưng ngay cả khi không có bằng chứng, họ vẫn biết rằng con rái cá đó phải rất gần gũi với gia đình này. Bởi vì thông thường các cá thể lạ sẽ bị tấn công ngay. Dù vậy, gia đình rái cá này đang thảnh thơi phơi nắng trên thân cây khô. Rái cá mẹ đi từ con này sang con khác, ngửi hít vài con hoặc bình thản trèo qua người chúng. Cả gia đình ngủ trưa trong trạng thái hoàn toàn thư giãn. Con rái cá mới đến không cư xử giống như kẻ xa lạ. Rất nhẹ nhàng và tự nhiên, nó trèo lên và nằm xuống cùng với cả nhóm. Sự bình thản của rái cá bố mẹ cho thấy con mới đến phải là một thành viên của gia đình. Và bức ảnh cũng chứng minh nó chính là Punto. Nhưng các nhà nghiên cứu vẫn băn khoăn. Khi được 2 hoặc 3 tuổi, rái cá con sẽ rời gia đình bất kể giới tính là gì. Tuy nhiên, điều không bình thường là rái cá con quay trở lại gia đình. Anh Rob William đang tìm kiếm mẫu lông của rái cá tại chỗ chúng vừa ngủ. Họ kiểm tra lông rái cá để phát hiện dấu hiệu dư lượng chất độc trong cơ thể của chúng. Các nhà khoa học lo ngại sẽ tìm thấy thủy ngân, một nguyên tố rất độc do các dòng sông ở vùng thấp của Peru đang bị nhiễm thủy ngân ngày càng nặng. Khi rái cá trưởng thành về giới tính, chúng sẽ tìm kiếm lãnh địa mới. Trong hành trình đó, dòng sông trở thành tuyến đường di chuyển của chúng. Những con rái cá ở đây đều là độc thân, những kẻ cô đơn tìm ngôi nhà mới. Đôi khi, chúng bị đẩy ra khỏi những cái hồ đã có kẻ chiếm đóng và lại bắt đầu tìm kiếm. Trong hệ thống nhánh sông rộng lớn của Amazon thì điều đó không phải là vấn đề. Dòng sông luôn đủ cá. Con rái cá đực nhỏ này vừa bắt được con cá trê lớn.
Nhưng bên ngoài khu bảo tồn, các hồ ngày càng trở nên đông đúc với nhiều cư dân khác nhau. Hơn nữa, ngày càng khó cho loài động vật này qua lại trên các dòng sông. Nguyên nhân là do con người ngày càng tiến sâu hơn vào rừng mưa và phá hủy nó. Những người tìm vàng đào bới đất rừng và để lại những cái hố sâu lầy lội. Nhu cầu lớn về vàng và giá vàng cao khiến cho việc đào vàng trong rừng trở nên béo bở. Cư dân ở các quốc gia giàu có ngày càng đầu tư nhiều tiền vào vàng. Rất ít trong số họ quan tâm đến việc làm thế nào để lấy được vàng, trong đó có việc sử dụng lượng lớn chất thủy ngân cực độc. Với mỗi kg vàng được lấy từ rừng mưa thì 1 kg thủy ngân đã làm ô nhiễm đất, không khí và nước. Thủy ngân đầu độc các dòng sông, cá và loài rái cá. Người đào vàng đã khiến các dòng sông mà rái cá đi lại đang ngày càng trở thành nơi chết chóc. Hậu quả là những con rái cá độc thân phải qua lại trên các dòng sông ngày càng thường xuyên hơn. Các nhà nghiên cứu có thể chứng minh rằng ngày nay có nhiều rái cá chết ở sông hơn là ở các hồ. Loài vật này không còn tìm được ngôi nhà mới và gánh nặng trên các dòng sông đang gia tăng. Mặc dù chuyến đi của những con rái cá khổng lồ trưởng thành đã trở nên bất trắc và nguy hiểm, nhưng thời thơ ấu của chúng ở những hồ nhỏ an toàn dọc theo sông Rio Manu vẫn không có gì phải lo lắng. Rái cá con hầu như không bao giờ đói và luôn được vui đùa cùng bố mẹ. Rái cá lên bờ để bài tiết chất thải. Nó trèo lên bờ dốc và tiến sâu vài mét vào trong rừng. Những con nhỏ tỏ ra thận trọng, nhưng đã có mẹ chúng dẫn đường. Ở trên cạn, rái cá cảnh giác hơn khi ở dưới nước, bởi vì kẻ thù của chúng là báo đốm sẽ nhanh hơn. Từng con một chúng bài tiết và nhanh chóng quay xuống nước. Nhưng rái cá mẹ vẫn ở lại. Rái cá khổng lồ dùng chân xóa dấu vết mùi của chất thải bài tiết để loài ăn thịt không thể nhận ra được từng cá thể rái cá thông qua mùi của chúng. Sau đó rái cá bơi xa vài trăm mét hoặc đôi khi bơi ngang qua hồ để ngủ trưa gần bờ. Khi đói bụng, cả gia đình lại đi kiếm mồi. Bãi chất thải của chúng thường gần với dòng nước chảy vào hoặc chảy ra khỏi khúc sông. Nói cách khác là ở lối vào hồ của chúng. Nhờ vậy, rái cá khổng lồ đánh dấu lãnh thổ bằng phân và nước giải. Cá, thức ăn của chúng không phong phú như các loài rái cá khác. Tuy nhiên, chúng ăn tất cả loài cá mà chúng kiếm được, từ cá trê cho tới cá piranha. Gia đình rái cá khổng lồ luôn có sự kết nối chặt chẽ. Chúng đi dạo, săn mồi và nghỉ ngơi cùng nhau. Khoảng cách giữa các cá thể không quá 20 mét. Sự liên kết này đảm bảo an toàn cho rái cá khỏi các loài ăn thịt lớn hơn. Một con rái cá non bơi qua chỗ con cá sấu và bị làm phiền. Xét về tương quan giữa sức mạnh và mối nguy hiểm thì một mình rái cá không thể chiếm ưu thế. Nhưng rái cá không bao giờ đơn độc. Cả gia đình kịp thời đến để đe dọa cá sấu.
Còn cá sấu hoàn toàn bối rối, đám rai cá bất ngờ xuất hiện với tiếng kêu inh ỏi vây quanh nó. Một con rái cá khổng lồ thậm chí trườn lên bờ, đớp vào lưng con cá sấu. Những con khác cắn đuôi và chân cá sấu. Con cá sấu quẫy mạnh và nhanh chóng đuối sức. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, nó sẽ không có cơ hội thắng đám rái cá đông đúc. Vì thế, nó đành bỏ đi. Chỉ một cá thể rái cá sẽ không bao giờ đạt được điều đó. Nhưng với tổ chức bầy đàn phát triển cao, rái cá khổng lồ có khả năng bù đắp cho việc chúng nhỏ bé và yếu hơn nhiều so với mối nguy hiểm mà chúng phải đối mặt. Từ vài ngày nay có tiếng kêu to phát ra từ cái hang này. Rái cá bố mẹ đang sửa soạn hang để đẻ con. Bây giờ là khoảng 8 tuần, rái cá mới sinh đã đủ lớn để rời hang, mặc dù chúng vẫn còn sợ nước. Chỉ rái cá bố mẹ tha con bằng hàm răng. Đám rái cá lớn hơn tỏ ra tò mò. Nhưng chúng cũng không dám ngoạm vào cổ rái cá con. Dần dần chúng trở thành bảo mẫu cho đàn em khi mẹ chúng đi kiếm ăn. Chúng sẽ trông nom những thành viên mới của gia đình. Rái cá khổng lồ chỉ mang cá về cho rái cá con. Những con lớn hơn, kể cả rái cá mẹ đang cho con bú cũng phải tự kiếm mồi. Mỗi lứa đẻ có khoảng 5 rái cá con. Tỷ lệ chết rất cao. Vì thế, chỉ khoảng 2 cá thể sống sót được đến khi trưởng thành về giới tính. Rái cá con phát triển nhanh chóng. Chúng được 2 tháng rưỡi, chúng bắt đầu học bơi. 9 tháng tuổi, chúng sẽ đi săn mồi lần đầu tiên. Chúng sẽ lớn bằng bố mẹ khi được 10 tháng tuổi. Rái cá đẻ 2 lứa mỗi năm. Có nghĩa là nhóm rái cá non sẽ tiếp nhận nhiệm vụ nuôi dạy đám em nhỏ. Chúng đi săn cùng rái cá nhỏ và kiếm thức ăn cho chúng cho đến khi rái cá nhỏ đủ kỹ năng để tự bắt cá. Do thời gian ngắn giữa 2 lứa con nên chỗ ở sẽ trở nên quá chật hẹp cho mọi thành viên. Sau nhiều nhất 2 lứa con nữa là đến lúc rái cá trưởng thành rời gia đình. Chúng sẽ lang thang trong vùng nước quen thuộc thêm vài ngày trước khi rời hồ. Chó sói nước quen sống theo bầy trở thành độc thân cho đến khi chúng tìm thấy gia đình mới ở một trong những khúc sông phía trên thượng nguồn sông Amazon.
biến năng suất chất lượng là một yêu cầu tất yếu trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới với sự cạnh tranh gay gắt. Nếu như nhiều năm trước đây, tăng năng suất được hiểu đơn thuần là tăng sản lượng, thì ngày nay, khái niệm năng suất cao không còn đơn giản như vậy. Tăng năng suất phải đồng nghĩa với gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, nâng cao thu nhập của người lao động. Năng suất cao phải đi đôi với sự phát triển bền vững doanh nghiệp và nền kinh tế. Câu hỏi đặt ra đó là, giải pháp nào giúp mỗi doanh nghiệp cũng như nền kinh tế nâng cao năng suất? Để đáp ứng nhu cầu nâng cao năng suất chất lượng ở Việt Nam, ngày 21 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Có thể nói đây là một trong những cái chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia mà Bộ Khoa học Công nghệ được Thủ tướng giao chủ trì triển khai phối hợp với các bộ ngành, là được triển khai tương đối là thuận tiện và được sự ủng hộ của các bộ ngành cũng như các địa phương. Thì Bộ Khoa học Công nghệ thì giữ vai trò chủ trì trong cái việc triển khai chương trình này, trong đó thì có sự tham gia của 7 bộ và tất cả các địa phương. Thì tính đến thời điểm này thì chúng tôi thấy là có 157 trên 163 địa phương đã tham gia hưởng ứng xây dựng cái chương trình. Theo báo cáo của Ban điều hành chương trình 712, trong giai đoạn 2016-2018 đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc thúc đẩy năng suất và chất lượng quốc gia. Để tạo nền tảng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động, đảm bảo chất lượng, nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với 10.500 tiêu chuẩn Việt Nam, đạt tỷ lệ trên 48%, hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, bao trùm hầu hết các lĩnh vực, là cơ sở để triển khai các hoạt động, quản lý chất lượng, phục vụ sản xuất kinh doanh và thương mại. Hệ thống quy chuẩn quốc gia với khoảng 700 quy chuẩn Việt Nam do 13 bộ quản lý chuyên ngành ban hành trở thành công cụ và phương tiện quan trọng để duy trì các chuẩn mực trong các quan hệ kinh tế, hỗ trợ quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và xã hội. Trong thời gian vừa qua thì có thể nói là một trong những cái kết quả đạt được tốt nhất của chương trình là đã xây dựng được cái hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam đầy đủ, phù hợp với cái tỷ lệ hài hòa đạt 60%. Cái thứ hai là dựa trên cái nền tảng các cái hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam mà phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế như vậy, thì các doanh nghiệp Việt Nam đã được tư vấn, ứng dụng các cái công cụ, các cái hệ thống quản lý giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao được năng suất của doanh nghiệp. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được quan tâm, đẩy mạnh. Từ năm 2011 đến nay đã thực hiện phổ biến, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Việt Nam cho hơn 10.000 tổ chức, doanh nghiệp. Năm 2012 đến năm 2017 đã tổ chức hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho khoảng 500 lượt doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí nông nghiệp, luyện kim, điện, điện tử, sản xuất sản phẩm nhựa, sản xuất sản phẩm giấy, nông nghiệp, thực phẩm. Bên cạnh các hoạt động liên quan đến vai trò quản lý nhà nước, trong khuôn khổ thực hiện chương trình 712 đã tạo dựng được phong trào năng suất chất lượng thông qua việc xây dựng và triển khai 7 dự án năng suất chất lượng ngành và 57 dự án năng suất chất lượng địa phương. Qua đó, thúc đẩy sự tham gia và thực hiện các dự án cải tiến năng suất chất lượng tại doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh không chỉ ở trong nước đâu, mà các sản